phụ kiện xin giới thiệu các bạn một sản phẩm bàn phím cơ. Mã của sản phẩm là R8-1827, chính là bản 15111 với rất nhiều tính năng cho game thủ phải kinh ngạc. Hỗ trợ rất nhiều, có thể điều hành Win 8, Windows, Mac, có rất nhiều các phím chức năng, function. Function kết hợp với các phím từ F1 đến F12 tạo các phím hỗ trợ cho việc giải trí. Ngoài ra trong phím còn có các hỗ trợ các phím khi cho để cho người chơi game, đèn led hiển thị bảy màu, trên số thì có công nghệ in laser không sợ bay phím bay vào mờ các ký tự. Mình sẽ mở bên trong sản phẩm. Đây chính là chiếc sản phẩm bàn phím mã R8-1827. Đây chính là dạng cơ, nghệ thống cơ. Đằng sau thiết bị thì có chiếc đế bằng kim loại rất chắc chắn. Bàn phím còn rất chắc và có những miếng nệm để cho bàn phím không bị di chuyển. Bàn phím sử dụng cổng USB 2.0, cổng phím chức năng. Hàng chính hãng, bảo hành 1 năm 1 đổi 1. Mọi chi tiết liên hệ mua hàng, đại lý phụ kiện 39 Nguyễn Ngọc Nại, Phương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Hotline 0944 730 444. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.